bạn sẽ đọc cụm từ này như thế nào? Người ấy là ai? 2022 for you. Người ấy là ai? 2022 cho bạn. Không không, phải đọc là người ấy là ai? 2022 bốn chữ U mới đúng. Chữ U thứ nhất, U mê. Cái gì dữ vậy? Cái gì dữ vậy? Tú ơi, tem lại. Tự nhiên sáng mắt lên luôn á. Nãy giờ đang buồn ngủ phải không? Đang hơi nhòe nhòe, tự nhiên xem không tỉnh lên luôn á. Xem không tỉnh lên luôn á. Tú ơi, bình tĩnh. Ông này có không? Trời ơi. Phải tách hai nhỏ này ra, không thể nó ngồi chung được. Không thể nào cho tụi nó vô một thiên được. Chữ U thứ hai, ùa. Tú ơi. Tú ơi. Cưng quá. Trời. Nhưng mà cũng khá quá à. Thiệt đó, nhìn rất là tương xứng. Nhưng mà em là tại có đôi guốc, quả là không có đôi guốc luôn á. Không. BB xin tự trọng. BB xin tự trọng. Available. Đang available. Why do you not change to this purple? Soon. Okay, I wish. Phú Thịnh. Mình mất một tư vấn rồi ạ. Chữ U thứ ba, U là trời. Như vậy là cô gái rào lưới của chúng ta sau một thời gian suy nghĩ thì cũng chuyển sang độc thân chứ không có tim tím nữa. Ủa? Vì hồi nãy lúc mà em nói bạn sẽ thuộc LGBT tim tím là bạn không chịu, sắc mặt của bạn là xuống liền. Con người em dễ dãi, ta lắc đầu. Đâu, em thấy, tin à. Không, em thấy có sự kết nối giữa trai gái không? Chứ không phải sự kết nối giữa chị em. Trai gái hả? Bắt đầu video là chỉ nhìn cái phần video đó thì có thể là bạn cũng không cần để ý đến cái cảm nhận của cô gái, hoặc là bạn đã có chủ. Phúc là có tâm với chương trình đấy, dạ. Kỹ đấy đúng không? Em có để ý. Ừ. Thì do cái bảng nào em nói thế nhưng mà thực sự là suy nghĩ em lại ngược lại. Phúc ơi về đi, anh đổi ý rồi, làm gì cho chương trình có thể tiếp tục thế nào? Một chương trình mình có hai màu tím được đúng không? Được em ơi, chương trình bây giờ nhiều khi nó ghét nó cho năm tím luôn em ạ. Chữ U thứ bốn, xỉu up xỉu down. What? 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 No way. No, don't believe that. No. Vietnam always making joke. Stop joking. Stop joking. Không hiểu. Quay không hiểu. Yeah. Yeah. Anh Thành, anh Thành. Anh ơi, không cần rút kinh nghiệm nữa mà rút khỏi chương trình đi. Nên rút luôn Huy ơi. Vô. Huy ơi, em được một cái là gọi là em sai trọn vẹn. So. So 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 so. Ồ. Nghi cái màu này rồi. Thôi bây giờ đại diện gia đình xin lỗi em. Xin lỗi em. Xin lỗi em. Chị đại diện cho các em chị ở đây xin được cúi đầu xin lỗi em. Bây giờ thì chị muốn đền đáp lại cái lỗi lầm đó. Em nghĩ như thế nào về một mối tình lớn hơn em 10 tuổi? Giống như là đền lại. Thền đó, mình thền lại chứ. Đối với em thì tuổi tác không quan trọng. Wow. Bé nó chưa có nói hết câu, tuổi tác không quan trọng. Nhưng mà quan trọng là đừng có quá nhiều tuổi. Xin giới thiệu, đây là bạn người mẫu Ánh Ngọc. Ở đây có 4 bức ảnh của 4 nhân vật đã được make up. Và nhiệm vụ của ai chọn được bức ảnh nào phải lên make up lại cho bạn ấy giống như cái người trong cái bức ảnh. Chúng ta bắt đầu với Phi Kha, xin mời. Bức ảnh dành cho Phi Kha. Wow. Biết cầm thời son đấy. Biết cầm và biết để cái ngón út kê lên nha, không bị chạm nha. Hiểu. Vậy là thường xuyên make up cho bạn gái, người yêu. Vẽ và... cái màu như cái tôn mà kìa vậy đó mà thường xuyên make up cho bạn gái. Phải có nút ruồi đúng không cưng? Cái nào dám? Ồ, biết cái này. Hay quá. Biết cái nào chấm nút ruồi. Tôi còn không biết cây nào, không biết nha. Cho bạn cơ hội chấm nốt cái nút ruồi này.
Kiều Vĩnh Tuấn làm gì vậy? Đang bấm. Đang làm gì vậy? Bấm gì vậy? Thử thôi. Bye. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think grow hard about what you wanna be. Step 4. Môi này môi xí mùi nha. Yêu cầu là trong đỏ, ngoài tươi. Ê, không, giống cái như thế này là giống như là chuyên nghiệp nè. Make up chuyên nghiệp luôn á. Thử son đi, thử luôn. Thử son luôn mọi người ơi, bỏ lên tay thử luôn. Trời ơi, còn biết thử son màu rồi còn phối màu nữa kìa. Nhân vật thứ ba, anh Lê Khải. Biren à. Và Phương Mai. Này bà này không biết cầm cò đâu. Mình sai rồi, xin lỗi người ta đi. Ồ, anh ta biết vẽ eyeliner kìa. Không vẽ xấu lắm, biết đâu này, biết. Này, nhìn cái cầm bút đây này, tệ hại. Thôi anh mình ta, sai anh rồi. Anh ta rút kinh nghiệm từ người một. Trông cái quyệt son cũng nam tính lắm. Nha, nhìn cái khuôn chân mày này nha. Khuôn rất là bự. Xem mèo. Trời ơi. Xó màu. Trời ơi. Người ta thông minh mà. Thông minh mà. Người ta đọc nhiều. Vẽ son khéo phết nhá. Rồi tạm vậy được rồi. Vẽ cái eyeliner này đi. Cái eyeliner này. Cho nó đen đen vậy đó. Là cái gì vậy? Ở châu Âu mà hỏi cái eyeliner là cái gì? Làm như ở châu Đốc vậy mà. Bạn tôi duyên dáng quá. Alo là nó phải cao muốn lên mày. Dễ như dễ cho chị. Giống như là thị nỏ vậy. Cái mặt nhỏ như Quang Nguyệt. Thôi được rồi. Trời đất ơi, trời ơi con nhỏ. Trời ơi, lỏ con mắt, dòm như hình. Đứa này. Rồi, là dòm như hình. Rồi, lỏ mắt, dòm như đây. Con gái người ta trời đẹp ơi. Như vậy, cho mấy người vẽ ra Quang Nguyệt vậy đó hả? Một cái thùng. Ở trong đó có rất là nhiều món vật. Và tôi thì tôi chỉ muốn là đưa vào trong đây một cái món mà bạn ấy phải tìm bằng tay. Và tôi xin được chọn chàng trai đầu tiên. Mời bạn. Ok. Vật bạn phải tìm là một chiếc chìa khóa. Bạn hãy cầm nó thử. Cảm nhận được chưa? Ok, tôi sẽ cho vào trong cái thùng. Và bắt đầu. Thôi được rồi, cảm ơn bạn. Bạn không cần phải bóc ra đâu. Đó cũng không là mục đích cuối cùng của tôi. Bóc về chỗ đi. Không đau, đau hết. Thật là thất vọng. Chàng trai số 2, mời bạn. Đừng làm em thất vọng nha. Đúng rồi, đúng. Đây là một thỏi son. Bạn tìm cho tôi một thỏi son nha, bạn cầm được nó chưa? Ok, tôi bỏ vào trong cái thùng. Chúng ta bắt đầu. Là sao làm cái gì mà lẹ vậy? Đi về đi. À, trời ơi, em giúp anh Thành. Em phải giúp anh. Em giúp anh chào. Có cái con người này. Để anh lại đây nào. Bây giờ anh tìm giúp chúng em một cái cặp tóc nha. Cặp ba lá đó. Cặp ba lá. Là bé bé. Là xinh xinh. Rồi em thả vô nha. Ok. Ok nè. Rồi. Mời bạn tìm.
tìm cho ra nha. Sáng sớm đi bắt cua đồng đi thả diều. Mặt đang gồng. Mặt đang gồng đó. Đây nè. Đây nè. Đi về đi. Thất vọng luôn. Tại sao không như tụi mình mong muốn vậy? Người đàn ông cuối cùng, chúng ta nên bỏ vào trong đó một cái gì đó nó to to để cho người ta dễ tìm. À đây. Rồi bạn cuối tôi cùng. Tôi có một cái nhẫn kim cương. Anh sờ thử cái nhẫn đi. Trời, anh thấy nó có to không? To. À. Ờ, anh này anh mất cái nhận thức về to nhỏ sao vậy? Rồi đây anh ngảo thảo nha. Rồi. Thôi được rồi, bạn đi về đi. Thất vọng luôn. Anh ơi, cho anh Huy lên thử đi. Ngô Kiên Huy cương cự giải. Giỡn hoài. Em kiếm cái chìa khóa mà bạn không kiếm được đi. Hãy giúp bạn suy ẩm. Thất vọng. Tôi chờ đợi một cái phản ứng khác từ bốn chàng trai này. Tôi bị thất vọng toàn tập. Là nó sợ hãi hoặc là nó Như vậy nè. Bây giờ để Ngô Kiên Huy đưa tay vô xong là bọn mình ra bảng dự đoán này, nào. Hợp lý anh nha. Trời ơi, mọi người bị sao vậy? Bộ hai ba. Thử coi. 1, 2, 3. Thả ăn thuốc. Thả ăn thuốc rồi. Thả ăn thuốc rồi. Học cái bảng tay xuống. Chúc mừng anh. Chúc mừng bạn. Ok. Thôi đi về đi bắp. Em đừng có giả bộ nữa. Mọi người làm tôi thất vọng quá. Đơn giản nhưng mọi người không làm được.